Thưa quý vị, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành thuộc các nhóm khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chính phủ đã trình Quốc hội về việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đề nghị Thủ tướng cho biết việc bố trí ngân sách và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan sẽ được chính phủ triển khai như thế nào? Sắp tới thì chúng ta tiếp tục, một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh cái vị trí việc làm. Cái thứ hai là cái tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị của chúng ta. Rồi cái tiết kiệm các cái khoản chi để chúng ta đảm bảo cái chi lương cho người lao động. Như vậy là chúng ta phải thực hiện cả cái lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của chúng ta. Cái thứ hai là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội rồi các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cái chính sách tiền lương ở ngoài khu vực nhà nước, và hai cái chính sách này nó sẽ tiệm cận đến nhau. Nếu được xếp thứ tự ưu tiên ba vấn đề quan trọng nhất trong thời gian tới thì Thủ tướng sẽ chọn vấn đề gì và giải pháp gì? Về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp thì cái này thì đúng là hiện nay thì cái thủ tục hành chính rườm rà chính là cái mà nó gây cái tăng cái chi phí cho doanh nghiệp. Rồi cái thứ hai là cái thái độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức xử lý công việc theo thẩm quyền của mình mà chúng ta cứ phê phán nhiều đấy, là đùn đẩy, sợ trách nhiệm, vân vân. Chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền, rồi vừa đối với lại cán bộ công chức thì phải đảm bảo cái lợi ích tinh thần vật chất cho họ, để trên cơ sở đó họ đảm bảo được cái nhiệm vụ chức trách được giao. Đối với các chính sách đang thực hiện thí điểm, nếu thấy có tác dụng, hiệu quả tốt thì tại sao chính phủ không khẩn trương xây dựng trình Quốc hội sửa đổi luật để áp dụng thống nhất mà vẫn tiếp tục đề xuất chỉ mở rộng phạm vi thực hiện thí điểm cho một số dự án hay địa phương cụ thể? Như vậy liệu có tạo kẽ hở cho tham nhũng về chính sách, hình thành cơ chế xin cho hay không? Đúng là vừa qua thì chúng ta cũng trình các cái cơ chế đặc thù để cho một số địa phương và một số ngành. Thì đây là cũng là một cái thực tiễn, một cái yêu cầu khách quan. Nghị quyết 18 của Trung ương khóa trước, nghị quyết 19 của Trung ương khóa này thì đều có một cái tinh thần, tức là những cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì chúng ta quyết tâm thực hiện và có thể luật hóa. Cái gì chưa rõ, chưa chín, hoặc là có luật pháp nhưng không còn phù hợp, hoặc là chưa có luật pháp thì chúng ta mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc phần trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời khẳng định phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.